Hello everybody. Xin chào mọi người, các bác ơi và xem livestream của em Thủy đi. Hôm nay em Thủy quay cho các bác một cây chanh tứ quý. Đây ạ. Cây rất là đẹp luôn. Bác nào mà chưa trồng cây chanh tứ quý thì các bác mua một cây chanh về trồng đi để ăn thịt gà đi ạ. Trồng cây chanh vừa có rất là nhiều ưu điểm luôn. Trồng cây chanh này, thứ nhất là vừa làm cảnh nhá. Em sẽ phân tích cái ưu điểm nhược điểm của bác trồng cây chanh, cần nó rất nhiều đặc tính ưu việt, đấy là các bác trồng nó vừa làm cảnh vừa chơi đẹp này, trên cây rất là nhiều quả, và thứ hai là lá chanh ăn được, các bác không nào ăn thịt gà là có lá chanh để rắc thịt gà này, hoặc là quả chanh thì pha nước chấm này, hoặc quả chanh thì pha nước chấm này, pha nước đường uống này, hoặc là cây cây chanh quả chanh thì nó rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, cây chanh này, quả nhỏ này, quả to này, quả to hơn này, quả to nữa này, đấy vừa quả to vừa quả nhỏ, vừa quả chín này, quả chín này, đấy thấy không? Chơi cái chanh cực kỳ hay và kinh tế luôn. Trên cây vừa quả cái dòng chanh này là chanh tứ quý nha mọi người nhá. Chanh tứ quý nó được lai tạo từ cái chanh ta của mình ấy. Cái chanh ta của Việt Nam mình thì một năm nó chỉ ra được một vụ thôi, nhưng mà cây chanh tứ quý này là nó hoa quả quanh năm, tức là các bác lúc nào các bác nhìn thấy trên cây nó có hoa có quả đây, các bác nhìn này. Vừa quả to vừa quả nhỏ luôn, vừa hoa vừa lộc vừa lụ, trên cây lúc nào cũng hoa quả quanh năm và hoa quả của nó rất là thơm, lá chanh nó thơm như lá chanh ta nhá, và ăn lá chanh là ăn được, nó không phải như chanh đào đâu, chanh đào thì lá chanh nó không thơm nhưng mà